Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình Studio Video chia sẻ những kinh nghiệm về sale trong khóa học kinh nghiệm sale by Phan Anh, giúp các anh chị có những kiến thức và kinh nghiệm cơ bản để trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất. Và series bài học này tôi sẽ nói riêng về sale dành cho những người làm trong lĩnh vực bất động sản, được sự gợi ý hợp tác đào tạo từ phía tập đoàn Sen Group, một trong những tập đoàn bất động sản cũng lớn nhất nhì ở Việt Nam. Thì tôi có chia sẻ với các anh chị và các bạn một số những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã đào tạo cho lĩnh vực sale của bất động sản. Và video này thì chúng tôi sẽ trình bày về những vấn đề của sale bất động sản thường gặp phải, dựa trên cái bản survey, tức là cái bản nghiên cứu các cái câu hỏi dành cho những sale của các cái sàn giao dịch. Tất nhiên là có thể những cái vấn đề này nó sẽ đúng với bạn một ý tứ nào đó, hoặc nó cũng có thể không đúng với bạn, bởi vì bạn đã đạt đến mức độ cao của sale rồi, đỉnh cao rồi. Thì xin chúc mừng các anh chị và các bạn. Nếu mà các anh chị còn vấn đề gì nghe thấy ở đây mà mình đang gặp phải thì các anh chị cũng sẽ ủng hộ. Còn các anh chị mà thấy là mình đã tốt rồi, những điều này giảng viên nói ra và tôi không thấy gặp phải, thì xin được chúc mừng anh chị, chứ cũng đừng có phàn nàn rằng là giảng viên nói những cái điều này ai chả biết, đúng không ạ? Với những cái người mà người ta mới làm nghề sale chẳng hạn, các bạn trẻ, thì những cái điều này có thể là các bạn cũng chưa kịp nhận ra, hoặc đã ngộ ra rồi nhưng nó chưa được thấm, chưa được hiểu sâu. Và có lẽ để không mất thời gian của các anh chị nữa thì tôi sẽ đi vào bài học này khá là dài, đó là các vấn đề của sale bất động sản dựa trên bản nghiên cứu của một công ty con của tập đoàn Sen Group. Thì thứ nhất là vấn đề thứ nhất mà các sale bất động sản, đặc biệt là sale trẻ tuổi, thường hay gặp phải, đó chính là thiếu kinh nghiệm thực tế về bất động sản. Vâng, thí dụ như là các bạn sẽ không hiểu rõ, hiểu sâu về thị trường bất động sản, về bất động sản cho thuê, bất động sản mua để sử dụng, bất động sản đầu tư, bất động sản nghỉ dưỡng, đúng không ạ? Rồi thì các bạn có thể là cũng không hiểu thực sự về cái sự quy hoạch, cái khả năng sinh lời của các cái dự án. Rồi thì các bạn cũng không hiểu thực sự về vấn đề tâm linh. Tâm linh là một trong những vấn đề mà trong lĩnh vực bất động sản hay còn gọi là phong thủy đấy ạ, và rất là được quan tâm. Một cái người sale như chúng ta có khi chưa biết gì về vấn đề phong thủy và tâm linh đâu ạ. Ví dụ như là tuổi nào thì được làm nhà, đúng không ạ? Mệnh gì, hướng gì, ở nhà hướng nào, năm nào thì xây nhà, năm nào thì lấy vợ, xây nhà thì lấy tuổi của ai, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Đấy, năm đẹp, tuổi đẹp, mua nhà hướng nào thì thuận, kiểu kiểu như thế, sơn nhà màu gì, vân vân. Thì cái này đối với người Việt Nam chúng ta, họ rất là quan tâm. Thì tôi muốn nói rằng là nếu mà các bạn cho rằng là mình thiếu kiến thức về bất động sản thì đó chính là những cái nội dung mà các bạn cần phải được học hỏi, được bổ sung những cái thông tin như vậy. Rồi thì cả các bạn mà thiếu hiểu biết hoặc là chưa hiểu biết một cách đầy đủ về một thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt, đúng không ạ? Bạn luôn luôn có những cái quan điểm và những cái gặp vấn đề khó khăn đấy là sản phẩm của bên em khó bán quá, khó chốt khách quá, khó tìm kiếm khách hàng quá, đúng không ạ? Chính sách của chủ đầu tư thì không được hấp dẫn so với các dự án khác, đúng không ạ? Rồi thì có quá nhiều sale đang bán, có quá nhiều sàn đang bán, có quá nhiều căn đang dư thừa, đúng không ạ? Hay là ai cũng biết chạy quảng cáo Facebook, ai cũng biết chạy quảng cáo Google, cho nên là cũng bị cạnh tranh và không có cái gì độc đáo, không có cái gì khác biệt hơn. Bản thân tôi là một sale, tôi cũng không biết làm thế nào để khác biệt và trở nên nổi bật hơn, có đúng không ạ? Thế thì tôi muốn hỏi các anh chị rằng là bao nhiêu người trong số các anh chị đang xem các cái series video của tôi này, thì các anh chị đã đọc ít nhất một cuốn sách về bất động sản, đã đọc ít nhất một cuốn sách về tâm linh, về phong thủy, đúng không ạ? Về thị trường bất động sản và đầu tư. Đó là những cái vấn đề mà các bạn đang nêu ra rằng là các bạn thiếu kiến thức về bất động sản. Vấn đề thứ hai mà các bạn sale bất động sản có nêu ra, đó là các bạn thiếu hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như là định hướng nghề nghiệp đối với nghề sale bất động sản. Vâng. Ví dụ như là có nhiều bạn là vừa ra trường, đang thất nghiệp, tìm kiếm một công việc làm hoặc đó để cho bố mẹ đỡ sốt ruột, bạn trai, bạn gái của mình đỡ sốt ruột,
hay là đi làm cho nó bằng bạn bằng bè đó, thì mình vớ tạm một công việc là sale bất động sản, ví dụ thế, đúng không ạ? Hay là mình cho rằng đây chỉ là nghề tạm bợ thôi, mình làm một năm, hai năm, một vài tháng mình sẽ nghỉ để mình đi kiếm một công việc tốt hơn, đúng không ạ? Hay là gì, thôi bây giờ cứ làm thử, được chăng hay chớ, nếu mà thành công thì chúng ta làm tiếp, nếu không thì chúng ta cũng không làm nữa, chúng ta có thiếu gì việc để làm đâu, đúng không ạ? Hay là gì ạ, có ông anh, có thằng bạn, có bà chị làm cùng, thấy là cũng được, kiếm cũng được, cái chú vào đây làm cùng với anh chị, kiểu như thế. Thế rồi vân vân, rất nhiều các lý do khiến cho một cái người sale trong lĩnh vực bất động sản hoặc là những cái lĩnh vực khác, sale khác, đúng không ạ, cũng rơi vào những cái tình trạng như vậy. Tôi gọi đó là chưa có định hướng nghề nghiệp một cách rõ ràng, đúng không ạ? Vâng, tức là sao? Tức là chúng ta không biết là chúng ta có thể yêu cái công việc này không, chúng ta có thể sống chết, chúng ta có thể trở nên giàu có, chúng ta có thể thành công với công việc này và trở thành một chuyên gia môi giới bất động sản hàng đầu không, đúng không ạ? Chúng ta có biết lựa chọn thị trường ngách hay không? Ví dụ như là các bạn không bán sàn, đúng không ạ? Các bạn không làm ở các cái dự án, các bạn chuyên môi giới những cái căn biệt thự chẳng hạn, hay các bạn chuyên môi giới nhà đất giá trị từ 5 tỷ trở lên, các bạn sẽ trở thành ông trùm trong lĩnh vực môi giới như vậy, với mối quan hệ của bạn rất lớn và thu nhập của bạn từ nghề môi giới bất động sản có thể lên tới tiền tỷ mỗi năm, đúng không ạ? Tôi cũng có biết một số những ông chủ đã thành công với cái nghề môi giới bất động sản như vậy, và sau đó thì với một cái khả năng tài chính thì anh ta quay ra đầu tư bể bơi, quay ra đầu tư fitness, quay ra đầu tư nhà hàng, khu vui chơi. Tôi biết chính xác là họ đã thành công như thế. Tất nhiên đó là 15 năm trước, đúng không ạ? Vâng. Thế thì tôi muốn khuyên nhủ, tí nữa ta sẽ nói về giải pháp, nhưng tôi muốn chia sẻ với anh chị, khuyên anh chị nếu mà các bạn trẻ như này, đấy là chúng ta cần phải xác định là đây có phải là một nghề nghiệp của chúng ta hay không. Chúng ta có thể quyết là đi theo cái nghề này và sống chết với nó và giúp nó kiếm được tiền hay không. Nhờ nó mà chúng ta kiếm được tiền, chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và chúng ta có thu nhập ổn định ở mức cao, trang trải các cái chi phí sinh hoạt tốt và có một cái tiêu chuẩn sống tốt đẹp, đúng không ạ? Chúng ta yêu nghề, chúng ta sống được với nghề, đó là điều quan trọng nhất. Thế thì tôi xin phép được chia sẻ một cái câu chuyện của cá nhân tôi. Tôi cũng không có ý khoe khoang gì cả, bởi vì bản thân tôi bây giờ cũng phải nỗ lực rất nhiều. Các anh chị thấy là ngày nào đi làm về, đúng không ạ? Tôi sáng đi làm ở công ty, chiều có thể đi dạy ở một trường đại học, và tôi là giảng viên đại học, các anh chị biết rồi. Và tối tôi vẫn đi dạy ở các công ty hoặc là dạy ở trung tâm của tôi. Đấy, ví dụ như là hôm vừa rồi tôi có được tập đoàn Sen Group có đến mời chia sẻ một chút về cái kiến thức nghề sale, nghề online marketing, ví dụ như thế, đúng không ạ? Thì tôi cũng không được ai dạy là phải trở thành một cái chuyên gia online marketing hàng đầu. Và thế thì khi bắt đầu mình bước vào nghề, mình bỡ ngỡ, mình không biết gì và mình cảm thấy rất mông lung, đúng không ạ? Mình chỉ cảm thấy rằng là thị trường này rất tiềm năng thôi. Và dần dần cái quá trình đi làm, mình khai phá ra, mình nhìn thấy rằng là nó có cơ hội giúp cho mình phát triển nghề nghiệp, giúp cho mình phát triển kỹ năng và giúp cho mình có được cái thu nhập ổn định và có được cái danh tiếng, thì mình theo. Và mình cứ thế mình đọc thật nhiều, mình làm thật nhiều, mình viết thật nhiều và mình chia sẻ thật nhiều và mình làm lên một cái thương hiệu cá nhân. Tất nhiên các anh chị sẽ thấy rằng là nó chưa là cái gì cả, không ai biết đến, nó hết sức bình thường thôi. Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh về việc là gì? Đó là cái định hướng các bạn hướng tới là trở thành một chuyên gia, hướng tới trở thành một cái người có giá trị trong nghề nghiệp và có khả năng kiếm tiền trong nghề nghiệp của mình. Và thậm chí các bạn có thể trở nên nổi tiếng nhất nhì ở một khu vực, thậm chí là một thị trường lớn trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Đấy là ý tôi muốn nói là như vậy. Chúng ta có một cái tầm nhìn và chúng ta theo đuổi cái tầm nhìn đó, được chưa ạ? Vấn đề thứ ba mà chúng tôi điều tra phỏng vấn thì chúng tôi nhận thấy ở đây là các vấn đề khá là quan trọng của sale trong lĩnh vực bất động sản, đó là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Và thiếu kinh nghiệm thực chiến tức là như nào, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn nói là tôi chưa thực sự thấu hiểu khách hàng, và không hiểu là vì sao họ lại quay ngoắt thái độ không mua hàng của tôi, chốt đến nơi rồi mà vẫn bị rơi, đúng không ạ? Rồi thì khó bán quá, không biết làm thế nào để tiếp cận khách hàng. Bao nhiêu người ở đây và dám và tự nhận rằng và khẳng định với bản thân mình và có hiểu biết thực sự rằng là mình đã rất thấu hiểu khách hàng. Cái từ thấu hiểu là một từ rất quan trọng, tức là mình hiểu họ như lòng bàn tay, như chính mình luôn, mình muốn gì, mình nghĩ như thế nào, mình sẽ hành động như thế nào.
mình có thể đoán được khách hàng như thế, đúng không ạ? Mình chia sẻ, mình lắng nghe cho họ, mình hiểu về quan điểm sống của họ, mình sẽ nghĩ bước tiếp theo họ làm gì. Bao nhiêu người thực sự hiểu về người giàu, đúng không ạ? Trong cái lĩnh vực bất động sản nó có những phân khúc chung cư cao cấp, chung cư thấp cấp, đúng không ạ? Bất động sản biệt thự, nghỉ dưỡng vân vân, nó có những cái mức khác nhau, và với mỗi một cái mức như vậy sẽ có những tập khách hàng khác nhau. Và chúng ta đã thực sự thấu hiểu khách hàng chưa? Thì chúng ta cần phải xem lại cái video nói về sự thấu hiểu khách hàng, là mình phải hiểu về suy nghĩ, mình hiểu về hành động, mình cảm thụ, đúng không ạ? Và mình tạo sự tin tưởng với khách hàng, và mình đặt các câu hỏi để mình tư vấn, mình trao đổi với họ, mình làm quen, mình thân thiết, duy trì mối quan hệ với họ. Đấy là gọi là thấu hiểu, đúng không ạ? Rồi mình biết về đời tư, biết về cuộc sống, biết về khả năng tài chính cũng như là công việc của họ, kiểu kiểu như thế. Thế rồi trong cái lĩnh vực mà gọi là thiếu kinh nghiệm thực chiến này thì cũng có rất nhiều người là làm sale nhưng mà bị áp lực doanh số, nhất là các bạn sale trẻ thì thường vào nghề một cái là thấy là cứ bị áp một căn hai căn, dự án này phải bán được trong một tháng bao nhiêu căn đó, mình cảm thấy rất áp lực và mình bị stress. Rồi mình thậm chí là những hôm mình đi làm mình không cảm thấy vui bởi vì mình bị áp lực về doanh số. Có khi một tháng, hai tháng, ba tháng mình vẫn chưa có đơn hàng, mình vẫn chưa có khách hàng, mình cảm thấy rất nản, mình cảm thấy mình ngu dốt, mình cảm thấy mình bất lực, hay là mình cảm thấy mình thậm chí là trình độ của mình kém quá thôi, đúng không ạ? Thì tất cả những cái cảm xúc như vậy, cái suy nghĩ như vậy hơi có một chút xu hướng là buồn bã, tiêu cực, là do chúng ta là bị áp lực về doanh số và chúng ta không bán được, trong khi đó những người khác lại bán được, thì chúng ta cũng cảm thấy rất buồn phiền. Ok, tiếp tục ạ. Vâng, vẫn trong cái vấn đề về thiếu kinh nghiệm thực chiến, đúng không ạ? Ngoài áp lực về doanh số thì chúng ta bị áp lực về cơm áo gạo tiền. Và cơm áo gạo tiền tức là gì? Chúng ta lo lắng là đến tháng rồi, chúng ta không có tiền trả tiền nhà trọ, đúng không ạ? Chúng ta không có tiền ăn, tiền tiêu, tiền đổ xăng, tiền trả tiền điện thoại, đúng không ạ? Rồi thậm chí chúng ta cũng biết là phải chăm chút khách hàng, phải duy trì mối quan hệ với khách hàng vì thầy dạy là như thế. Thế nhưng mà chúng ta lại không có tiền để mà chăm chút khách hàng, đúng không ạ? Thì cái đấy cũng là cái mà chúng ta luôn luôn gặp những cái vấn đề khó khăn rất là nhiều, được chưa ạ? Vâng, bởi vì chúng ta suy nghĩ chúng ta còn trẻ, chúng ta ít mối quan hệ, chúng ta ít thu nhập, chúng ta chưa được uy tín. Đó là những cái khiến cho chúng ta suy nghĩ và chúng ta hành động rằng là chúng ta thiếu kinh nghiệm. Vâng, thế rồi chúng ta bán hàng vì mục tiêu doanh số, chứ không vì đam mê nghề nghiệp, chứ không vì cái khả năng vươn lên trong cuộc sống hay là vươn lên khẳng định bản thân trong lĩnh vực này. Vâng, tôi muốn trở thành những người số 1, đúng không ạ? Thì tôi phấn đấu đến vị trí số 1. Có thể nó được vị trí số 2, số 3 hoặc số N nào đó, nhưng chúng ta cần phải có mục tiêu, đúng không ạ? Vì chúng ta muốn khẳng định bản thân mình, chúng ta muốn trở thành người có ích cho xã hội cũng như là có thu nhập cho bản thân mình trong công ty, có chỗ đứng trong công ty. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Đó. Thế rồi thì chúng ta lại bán hàng bằng cảm tính, chứ không phải là coi bán hàng là một môn khoa học và một môn nghệ thuật. Tôi khẳng định với các anh chị rằng là bán hàng là một môn khoa học và bán hàng là một môn nghệ thuật. Bán hàng giỏi là có tố chất, nhưng nếu bạn không có tố chất, bạn vẫn có thể bán hàng giỏi. Bởi vì có tố chất thì bạn học sẽ nhanh hơn, còn không có tố chất bạn học sẽ lâu hơn, nhưng không có nghĩa là bạn không học được. Bởi vì nó là một môn khoa học. Môn khoa học tức là mình hiểu về khách hàng, mình hiểu về cơ chế mua, mình hiểu về não bộ, mình hiểu về quy trình bán, mình hiểu về các cái kỹ thuật bán hàng, mình sẽ bán được. Đó, đấy là môn khoa học. Và nó là môn nghệ thuật là như nào? Tức là trong cái quá trình bán hàng nó đòi hỏi rất nhiều các yếu tố mang tính nghệ thuật, linh cảm, đúng không ạ? Khéo léo, xử lý tình huống tinh tế. Đấy. Thế rồi sao nữa? Là cái cách mà chúng ta tìm kiếm khách hàng tiềm năng cũng đang cảm thấy rất là bỡ ngỡ, cũng cảm thấy rất là lóng ngóng. Rồi thì chúng ta cũng không biết cách tiếp cận, có bao nhiêu cách tiếp cận, chúng ta chưa giỏi với những cách như thế thì làm thế nào, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng lo lắng về việc là chúng ta chưa biết xử lý lời từ chối của khách hàng. Khách hàng thì luôn luôn nói chị chưa có tiền, chị chưa có nhu cầu, chị không vội, đúng không ạ? Anh chưa quan tâm, đúng không ạ? Thế rồi thì anh còn phải suy nghĩ, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái không như vậy. Thế thì chúng ta phải xử lý lời từ chối như thế nào? Chúng ta phải xử lý vấn như thế nào?
thì tôi sẽ đưa ra những câu chuyện thực tế trong phần giải pháp cho các anh chị, được chưa? Các anh chị cho tôi hỏi là ở đây các anh chị đang xem cái video này của tôi, thì những ai đã từng tham gia vào một hay nhiều cái khóa học về sale một cách tử tế, một cách trọn vẹn, đúng không ạ? Về online marketing, về Google, về Facebook, về Zalo, về Shell, đúng không ạ? Về King of Sale và về tâm lý khách hàng, về đọc những cuốn sách về bán hàng một cách suy nghĩ, một cách thấu đáo để chúng ta áp dụng nó. Đấy. Chứ còn thực ra là đôi khi các bạn đến, các bạn khoanh tay, các bạn ngồi nghe là ông này nói hay đấy, nhưng sau về các bạn chả áp dụng gì cả. Cái quan trọng nhất đấy là sự áp dụng, đúng không ạ? Tiếp tục, các bạn cũng nói về một cái vấn đề thứ tư. Đấy là cái vấn đề mà quá trình chúng tôi điều tra, các bạn cũng nói rằng là các bạn là không tự thực thi được các cái chiến dịch về online marketing, bởi vì rất nhiều bạn là không biết làm, thường phải đi thuê. Đấy, ví dụ như là phải đi thuê các agency hoặc là những người chạy cho mình, hoặc là chạy không được tốt lắm, đúng không ạ? Thiếu sự chủ động, đấy, phụ thuộc vào đối tác mà, đúng không ạ? Rồi thì ít ngân sách, chi phí quảng cáo thì lại cao, chưa biết đánh giá hiệu quả như thế nào, đúng không ạ? Rồi thì bị đối thủ click xấu rất nhiều, hay còn gọi là click tặc khi mà các bạn chạy AdWords, đúng không ạ? Rồi thì có click rất nhiều nhưng mà lại không có đơn. Thế rồi thì trông chờ may rủi vào quảng cáo, và quảng cáo tốt thì cười phe phé, mà quảng cáo không tốt thì ngồi khóc hu hu. Đó, thì chúng ta cũng phải cần phải cân nhắc về cái điều đó. Rồi thì chúng ta có biết là làm web không? Chúng ta có biết làm landing page chất lượng hay không? Chúng ta có biết viết content để làm sao cho cái landing page của chúng ta hay cái web của chúng ta đi vào khách hàng cảm thấy hứng thú hay không? Đó chính là những vấn đề mà phần lớn các bạn sale, đặc biệt là sale trẻ, sale dưới 1 năm kinh nghiệm là họ thường xuyên gặp phải. Thế còn những người khác thì các bạn là có thể sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn, các bạn đã trải qua những cái thứ này rồi, cộng với các series video trước đó của tôi thì các bạn cũng đã nhận ra điều gì đó. Ok, thì tôi xin phép kết thúc cái video dành riêng cho lĩnh vực sale bất động sản, là thứ nhất cái chủ đề những vấn đề của sale bất động sản. Đấy, và tôi đưa ra bốn cái nhóm vấn đề chính. Và bây giờ trong video tiếp theo thì tôi sẽ nói về một số những cái giải pháp mang tính cơ bản để cho các bạn có đường hướng, động lực để các bạn tìm hiểu và làm việc, và tiến tới cái việc là các bạn sẽ có những kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình làm sale nói chung và sale bất động sản nói riêng. Vâng, xin chào và xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.